rõ và rõ. Chốt động lực này đều có hai chặng tâm lộ là khai môn và động lực. Có tám chặp tâm là một sát na khai ý môn và bảy sát na động lực. Có 30 thứ tâm là một tâm khai ý môn, 29 tâm động lực dục giới. Trường hợp này tính ra được tám lộ tâm là một lộ không có hữu phần vừa qua và bảy lộ có hữu phần vừa qua, từ một đến bảy hữu phần vừa qua. Ba, lộ ý môn bình nhật thông thường cảnh rất rõ và rõ, chốt động lực xen hữu phần khách không có hữu phần vừa qua và có từ một đến bảy hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: lộ không có hữu phần vừa qua, một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ý môn, bảy động lực, một hữu phần khách, tái diễn hữu phần tiềm thức. Lộ có từ một đến bảy hữu phần vừa qua, một đến bảy hữu phần vừa qua, một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ý môn, bảy động lực, một hữu phần khách, tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét: hữu phần khách như đã có trình bày ở phần lộ ngũ môn, lộ hữu phần khách xảy ra cho người cõi tục có tâm hữu phần tiềm thức tọa thọ hỷ. Khi kết thúc động lực thọ ưu thì có một tâm hữu phần thọ xả xen vào để dung hòa giữa ưu và hỷ. Tất cả lộ ý có hữu phần khách này đều có hai chặng tâm khách quan là khai môn và động lực. Có tám chặp tâm là một sát na khai ý môn và bảy sát na động lực. Có ba tứ tâm là một tâm khai ý môn và hai tâm sân. Tâm hữu phần khách là một trong sáu tâm quả dục ý thức giới thọ xả và tâm hữu phần tiềm thức. Đây là một trong bốn tâm hữu phần dục giới thọ hỷ. Trường hợp này tính ra được tám lộ là một lộ không có hữu phần vừa qua và bảy lộ có hữu phần vừa qua, từ một đến bảy hữu phần vừa qua. Bốn, lộ ý môn bình nhật thông thường cảnh mờ chót khai môn có hai và ba khai ý môn, trường hợp này không có hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, hai đến ba khai ý môn, tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét: hai lộ này chỉ có một chặng tâm khách quan là khai môn, hai hoặc ba chập khai một khai ý môn, một thứ tâm là tâm khai ý môn. Hai lộ này được gọi là lộ cảnh mờ, tức là cảnh không rõ, lúc không suy nghĩ được gì bởi chỉ có một thứ tâm lộ khai ý môn khởi lên thôi. Đây chỉ là sự diễn tiến theo thực tính pháp, nói cho có đủ các trường hợp sinh diễn lộ trình tâm. Năm, lộ ý môn bình nhật thông thường cảnh rất mờ chót không, hai chập hữu phần rung động. Diễn trình như sau: hữu phần tiềm thức, hữu phần rung động, hữu phần rung động, trở lại hữu phần tiềm thức. Nhận xét: trường hợp này không diễn ra lộ tâm khách quan nhưng được kể vào diễn trình tâm vì vẫn có cảnh hiện ra dù rất mờ, tức là rất không rõ. Aviputang không có chặn, không có chập tâm khách quan, không có thứ tâm sanh. B, lộ ý môn bình nhật chiêm bao. Lộ tâm chiêm bao là diễn trình tâm khởi lên trong khi ngủ không liền giấc, nghĩa là không phải giấc ngủ sâu. Lộ tâm chiêm bao chỉ xảy ra ở thời bình nhật, không có trong thời tục sinh hay thời cận tử. Nhân sanh lộ chiêm bao có bốn: một, vuppanimitta, điềm nghiệp báo trước; hai, anuhutavuppa, bị tác động bởi sinh hoạt ban ngày; ba, devatovassam harana, do chư thiên báo mộng; bốn, dhatu kopa, do bốn đại bất hòa. Chỉ có bốn hạng phàm nhân và ba bậc thánh hữu học mới sanh lộ chiêm bao. Bậc lậu tận không có chiêm bao. Lộ chiêm bao chỉ có ở cõi nhân loại, bàn sanh ngạ quỷ và Atula. Cõi địa ngục thọ khổ suốt nên không ngủ được. Cõi chư thiên, phạm thiên thì hưởng lạc đặc biệt nên cũng không ngủ. Tâm thiện và tâm bất thiện trong lộ chiêm bao không thành nghiệp quả, không thành nghiệp tạo quả dị thục. Lộ chiêm bao chót mốt cảnh và chót động lực là giấc mơ cảnh rõ và rất rõ,
thức dậy còn nhớ được giấc chiêm bao. Rồi chiêm bao chót khai môn và chót không là giấc mơ không đặt đến sự hưởng cảnh. Vì thế, không nhớ biết gì khi thức giấc. Một, lộ chiêm bao cảnh rất rõ, chót mốt cảnh có hữu phần vừa qua và không có hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: một hữu phần vừa qua, một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ý môn, bảy động lực, hai mốt cảnh, tái diễn hữu phần tiềm thức. Một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ý môn, bảy động lực, hai mốt cảnh, tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét, cả hai lộ chim bao chót mốt cảnh đều có ba chặng tâm khách quan là khai môn, động lực và mốt cảnh. Có 10 chập tâm là một sát na khai ý môn, 7 sát na động lực và 2 sát na mốt cảnh. Có 32 thứ tâm là một tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện và 11 tâm mốt cảnh. 2. Lộ chim bao cảnh rất rõ và rõ. Chót động lực có hữu phần vừa qua và không có hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: một hữu phần vừa qua, một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ý môn, bảy động lực, tái diễn hữu phần tiềm thức. Một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ý môn, bảy động lực, tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét, cả hai lộ đều có hai chặng tâm khách quan là khai môn và động lực. Có 8 chập tâm là một sát na khai ý môn và 7 sát na động lực. Có 21 thứ tâm là một tâm khai ý môn, 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện. 3. Lộ chim bao cảnh rất rõ và rõ, xen hữu phần khách, có hữu phần vừa qua và không có hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: một hữu phần vừa qua, một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ý môn, bảy động lực, một hữu phần khách, tái diễn hữu phần tiềm thức. Một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ý môn, bảy động lực, một hữu phần khách, tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét, cả hai lộ chiêm bao xen giữa hữu phần khách đều có hai chặng tâm khách quan là khai môn và động lực. Có 8 chập tâm là một khai ý môn, là một sát na khai ý môn và 7 sát na động lực. Nếu kể thêm một sát na hữu phần khách thì lộ này có 9 chập. Có 3 thứ tâm là một tâm khai ý môn và 2 tâm sân. Hữu phần khách là một trong 6 quả dục ý thức giới thọ xả. Hữu phần tiềm thức trường hợp này là một trong 4 tâm đại quả thọ hỷ. 4. Lộ chim bao cảnh mờ, chót khai môn, không có hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: một phần rung động, một hữu phần dứt dòng, ba khai ý môn, tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét, lộ chim bao cảnh mờ này chỉ có một chặng tâm khách quan là khai ý môn, có ba chập tâm là ba sát na khai ý môn, có một thứ tâm là tâm khai ý môn. 5. Lộ chim bao cảnh rất mờ, chót không, không có hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: hữu phần tiềm thức, hữu phần rung động, hữu phần rung động, hữu phần rung động, trở lại hữu phần tiềm thức. Nhận xét, lộ chim bao cảnh rất mờ này vì không sanh khởi được tâm khách quan nên không tính chặng tâm, không tính chập tâm, không tính thứ tâm. Đây chỉ là nói theo thực tính pháp mới kêu là lộ tâm chim bao vậy thôi. Biên soạn giáo trình tỳ kheo tỳ siêu. Sau đây là phần không vui nhưng rất nên học. Thắng pháp nêu lên những chi tiết rất tế nhị về tâm khởi đầu kiếp sống, tâm cùng của kiếp sống và dòng tâm thức tồn tại trong cuộc sống hàng ngày để đề tài được hiểu với sự nối kết giữa những câu hỏi thường thức và Phật học. Chúng ta sử dụng thắng pháp thảo luận những câu hỏi nêu ra sau đây được trích từ quyển Đức Phật và Phật Pháp, The Buddha and His Teachings, Hòa thượng Narada 1980, Phạm Kim Khánh dịch Việt 1998, chương 24. Do đâu tin có tái sanh?
nghiệp báo và tái sanh giải thích những gì? Thuyết nghiệp báo và tái sanh giải thích: một, vấn đề đau khổ mà chúng ta phải chịu trách nhiệm; hai, tình trạng chênh lệch tự hồ như bất công giữa người và người; ba, sự hiện hữu của những bậc vĩ nhân và những thần đồng; bốn, tại sao hai trẻ sanh đôi giống nhau y hệt về mặt vật chất, được nuôi dưỡng y như nhau mà lại có những đặc tính hoàn toàn khác biệt về mặt tinh thần, đạo đức và trí tuệ; năm, tại sao trong một gia đình, nếu theo định luật truyền thống thì con cái phải giống nhau hết mà trong thực tế thì lại khác; sáu, tại sao có những người có khiếu đặc biệt; bảy, tại sao cha mẹ và con cái lại có những đặc tính khác nhau về mặt đạo đức và trí tuệ; tám, tại sao trẻ con lại có những tật xấu như tham lam, sân hận, ganh tị; chín, tại sao khi gặp một người nào lần đầu tiên ta đã có thiện cảm hay ác cảm; mười, tại sao trong mỗi người lại có tiềm tàng ngũ sầm, một kho tàng đức hạnh và một hầm tật xấu; 11. Tại sao có những thay đổi bất ngờ, bậc thiện trí thức trở thành tầm thường hay kẻ sát nhân bỗng nhiên đổi tánh sống như bậc thánh; 12. Tại sao có trường hợp cha mẹ hiền lương mà sanh con hung ác, trái lại cha mẹ hung dữ lại sanh con nhân từ; 13. Tại sao một đàn ta như thế nào trong hiện tại là do ta đã như thế nào trong quá khứ, và ta sẽ như thế nào trong tương lai là do ta như thế nào trong hiện tại; theo một đàn khác, trong hiện tại ta như thế nào không hoàn toàn bởi vì trong quá khứ ta đã như thế nào, và trong tương lai ta sẽ như thế nào cũng không hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta như thế nào trong hiện tại; 14. Tại sao có những cái chết đột ngột và có sự thay đổi bất ngờ về tài sản sự nghiệp; 15. Và trên tất cả, thuyết nghiệp báo và tái sanh giải thích vì sao có bậc toàn giác, những bậc giáo chủ toàn thiện như chư Phật với đầy đủ đức tánh vật lý, tinh thần và tuệ. Biên soạn Tỳ Kheo Giác Đẳng. Chánh văn bài học đến đây đã chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Hợp Đăng, Thượng Tọa Hợp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức trong rừng. Xin chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học qua cái lộ y môn. Và lộ y môn này có rất nhiều trường hợp, do đó chúng tôi phân ra để dạy nhiều ngày. Trong buổi học hôm nay thì chúng ta học về cái lộ y bình nhật thông thường và chiêm bao, và còn học thêm cái lộ y môn thời đắc tục. Như vậy chúng ta chỉ có học ba cái trường hợp lộ y môn diễn ra thôi. Thật sự thì chúng ta cũng không cần phải chi tiết từng lộ nó diễn biến như thế nào, bởi vì chi tiết như vậy thì nó cũng sẽ làm mất thời gian
Với hơn nữa nó cũng không có cần thiết cho chúng ta, vì nó giống giống nhau. Thí dụ cũng là diễn trình tâm ý môn đó, nhưng mà bộc lộ thì không có hậu kiếp vừa qua, bộc lộ thì có một hậu kiếp vừa qua, hai hậu kiếp vừa qua, ba bốn năm rồi tới sáu bảy hậu kiếp vừa qua. Cứ như thế chúng ta nhân ra thì nhiều, nhưng mà thực tế chúng ta học ta chỉ cần nắm bắt được một lộ bên trong được. Cái lộ trong đó gọi là cái lộ lộ tâm khách quan. Hay là cái lộ tâm ý thức. Gọi là mano vijnana, vị trí. Còn cái sự đổi khác tùy trường hợp đó là do nơi cái tâm hữu phần sau quan giác thôi. Ở đây thưa quý vị, đối với lỗi ý môn thì cái lộ tâm này nó diễn ra chỉ có tối đa là ba chặng, là chặng khai môn, chặng động lực và cái chặng mối cảnh. Bởi vì lộ ý bất cảnh pháp, mà pháp đó là nó tự trạng lên, nó không phải là cảnh ngoại như là sắc thinh khí vị xúc của cảnh ngũ. Cảnh ngũ lộ ngũ môn đó, lộ ngũ môn nó bắt cảnh ngoại là sắc thinh khí vị xúc là cảnh ngoại. Do đó nó phải có những cái thứ tâm như là nhãn thức, tiếp thu, quan sát, đoán định rồi mới tới động lực. Còn cái lộ ý thì chỉ cần khai môn rồi động lực rồi mất cảnh vậy thôi. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái lộ tâm ý môn thời tái tục. Thưa quý vị, đó là một niêm luật, của tâm pháp gọi là chích tánh y dầm á. Cái lộ tâm đầu tiên khởi đầu của kiếp sống, dầu cho loài thai sanh, đoạn sanh, thấp sanh, quá sanh, hay là ở cõi nào đi nữa, từ cái cõi địa ngục cho đến cái cõi nhân loại, cõi thiên tiên, cõi phạm thiên, hữu tâm, thì tất cả những người và cõi ấy trong khởi đầu của kiếp sống phải là cái lộ tâm ý môn. Bởi vì lúc đó thưa quý vị, dù cho cái loài hóa sanh có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân trong thời tái tục, nhưng mà chỉ sanh khởi lúc ban đầu thì chưa có sẵn sàng để mà thấy nghe ngửi đến đụng, huống chi là cái loài mà loãng xanh, thai xanh, thấp xanh thì
những cái loài này trong cái lúc mà trong lúc mà tục sinh đó, trong thời điểm tục sinh, ngũ quan chưa có đầy đủ, do đó cho nên bắt chỉ bắt cảnh cảnh pháp mà thôi, và nội môn ở sanh khởi. Có một điểm đặc biệt chúng ta phải chú ý là động lực của cái lỗ tâm đầu tiên trong cái sống, động lực đó phải là tâm tham, cho dù là vị phạm thiên kiếp chót đi nữa, khi mà sanh ra thì cũng phải cái động lực là tâm tham, phải dính mắc với cái kiếp sống mới. Cho nên mới tách rời ra cái lỗ ý môn thời tục sinh để chúng ta nói. Vì cái động lực là động lực tham, nó đặc biệt như vậy. Còn bây giờ chúng ta nói đến cái lộ ý môn trong thời Bình Nhật. Cái tiếng gọi là Bình Nhật dịch từ cái chữ gọi là Pavati Kala, thời Bình Nhật thì chữ Pavati tức là cái sự diễn biến tiếp nối ở trong đời sống, tâm diễn biến tiếp nối sau cái lộ tâm tái tục, sau cái tâm tái tục và thứ sạch thí thì đều gọi là lộ gọi là bình nhật cả, bao quát tất cả lá. Rồi trong cái bình nhật đó, đó trong thời Bình Nhật đó, chúng ta có những cái trạng thái, có những cái tình huống thông thường như trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Lúc mà chúng ta còn thức đó, thì chúng ta đi đứng nằm ngồi ăn uống nghe đếm, rồi Bình Nhật nhưng mà chiêm bao, nghĩa là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ban ngày chúng ta thức nhưng mà ban đêm chúng ta ngủ, trong lúc mà chúng ta ngủ không có trần giấc thì lúc bây giờ cái lộ chiêm bao nó diễn ra. Cho nên lộ chiêm bao thì nó cũng thuộc về thời Bình Nhật, mà cái lộ ý thức suy nghĩ chuyện này chuyện kia cũng là thời Bình Nhật. Cho nên chúng tôi mới dùng cái từ gọi là thời Bình Nhật, nhưng mà thông thường thời Bình Nhật mà cái lỗ chiêm bao lại thêm nữa là thời Bình Nhật mà cái lỗ đặc biệt. Bài học hôm nay của chúng ta thì nằm ở trong cái phạm vi là Bình Nhật thông thường và Bình Nhật chim bao, hai cái đó thôi. Các học viên chúng ta phải lưu ý, chúng ta đừng suy nghĩ thấy nó rắc rối làm sao nhớ được.
Cái này quý vị không cần phải nhớ, quý vị chỉ cần nắm một cách tổng quát cũng được rồi. Khi nãy trong bài chúng ta có đề cập đến vấn đề là trong đời sống bình nhật của chúng ta, lỗ ý môn sanh khởi nhiều hơn cái lỗ ngũ môn. Như thế nào? Ở đây thưa quý vị, thậm chí khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì lỗ ngũ môn nó sinh khởi để bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó. Nhưng mà để gọi là thấy biết, nghe biết, ngửi biết, nếm biết, đụng biết, thì chúng ta phải nhờ đến cái lỗi tiếp nối lỗ ngũ. Cho nên lỗ ý môn cũng quan trọng lắm thưa quý vị. Chúng ta vừa mắt của chúng ta vừa nhìn thấy cái cảnh sắc đó, thì bắt đầu lỗ ý tiếp nối theo sau để nó làm cái công việc là nó xử lý cảnh. Trong một cái dây chuyền ở tâm lộ cái cảnh đó, thì thưa quý vị, không phải mắt chúng ta vừa thấy cái nhãn thức, vừa thấy cái là khởi lên là nhận biết được liền đâu. Do chúng ta suy nghĩ đến cỡ khoảng chừng 5 phút hay 10 phút, thì trong thời gian đó đa phần là cái lỗ ý môn. Để nói tiếp với lỗ ngũ mình sinh khởi. Rồi trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, ngoài cái việc lỗ ý nói góp lỗ ngũ, thì chúng ta còn có trường hợp lỗ ý là suy nghĩ. Khi mà chúng ta suy nghĩ chuyện này chuyện kia, suy nghĩ cái chuyện anh A anh B vân vân, thì khi mà mình suy nghĩ như vậy là suy nghĩ bằng cái lỗ tâm ý môn. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta ngồi kiết già hay bán già, chúng ta đặt niệm ở trước mặt, lúc đó mắt chúng ta nhắm nghiền lại và bắt đầu mà suy nghĩ về quán thấy cái thân này là vô thường, khổ, vô ngã, hay là quán cái cuộc sống này là khổ, hoặc là chúng ta quán vô ngã đối với tình ngũ quẩn này. Tất cả những cái sự tu tập mà quán xét đó đó, nó đều là lỗ ý môn cả. Chứ lỗ ngũ thì không có, nó không có tu tập được, lỗ ý môn mới là tu tập được. Và ở đây chúng ta nói theo cái cách thức sinh diễn thì cái lỗ ý
nó có bốn đối tượng, là đối tượng rất rõ: Atiqui Phụ Tăng, đối tượng rõ gọi là Phụ Tăng, đối tượng không không rõ hay là đối tượng mờ ở quý Phụ Tăng, và đối tượng rất mờ ách tích ở quý Phụ Tăng. Đối tượng như thế nào thì nó sẽ tác động đến cái tâm lộ như thế ấy. Thì khi nãy chúng ta có nghe đọc qua đó, thì chúng ta thấy rõ rằng nếu mà lỗ y môn cảnh rất rõ thì nó có móc cảnh động lực, có thể là chót mó cảnh thì dần chút, nhưng mà rất rõ thì có cảnh gánh rõ thưa, là chót chót động lực. Rồi chót hộ kiếp khách nữa, hay là chót hữu phần khách cũng thuộc về lộ tâm y môn, mà cảnh rõ, cảnh rất rõ. Nhưng ở đây chúng ta phải chú ý, ví dụ như khi mà chúng ta niệm chúng ta tu tập thiền với điều một hơi thở, khi mà chúng ta có sự tác ý đặt niệm ở trước trước mặt, khi hơi thở vào hơi thở ra, mình nhận biết được cái thiệt cái đó đó, chúng ta có xài cái lộ thân thức hay là lộ thân môn, rồi nó lộ ý nói lộ ngữ, rồi sau đó mới là lộ ý thuần túy để cho tôi quan sát. Bởi vì khi mà hơi thở mà nó đi vào trong mũi, mình chú ý thì mình sẽ thấy cái cảm xúc này ở chóp mũi, chứ không phải cái này mình tưởng tượng lại. Cho nên những lúc tu tập người ta hỏi vậy, chứ tu tập là lộ ngũ môn hay là y môn, chúng ta nói tùy tùy trường hợp. Thí dụ bây giờ chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta nghe một cái tiếng động, sau đó kéo tâm trở lại địa ngục, hay là chúng ta ghi nhận ngoại cảnh nó phát sinh lên, thì khi thấy khi nghe ngửi đến đụng thì cái đó thuộc lộ ngũ rồi, nhưng sau đó cái lộ mà có chánh niệm là lộ ý nói góp lộ ngũ.
thì cái lộ ý bình nhật thông thường thì cái lộ này chỉ có ở trong cái phạm vi của tâm dục giới thôi, chứ tâm đấu đại và cái tâm thiền, cái tâm thiện, tâm quả siêu thế thì không không có mặt ở đây. Những cái tâm đó không có mặt ở ở trong cái lỗi thông thường. Lỗi thông thường thì chỉ có 29 tâm lực dục giới khai môn với những tâm na cảnh thôi. Còn khi mà chúng ta muốn nghiên cứu để chúng ta xem coi trường hợp lỗ tâm, lỗ ý môn, bình nhật nó diễn ra như thế nào, thì trước đợi cho đến khi nào cần thiết, khi nào cần học hiểu thêm đó, thì chúng ta dùng sách vở để mà chúng ta nghiên cứu. Khi mà chúng ta nghiên cứu về thì chúng ta mới bắt đầu một suy niệm tỉnh giác được, để chúng ta hiểu được. Còn bây giờ ở đây đó, nếu mà ngồi phân tích từng lộ vậy, quý vị nghe quý vị sẽ không hiểu gì hết, quý vị cảm thấy chán ngấy. Cho nên trong đời sống bình nhật của chúng ta thông thường là khởi lên cái lỗi ý môn để mà suy nghĩ, để mà nhận định cảnh sắc trên khi bị xúc quá khứ hay bị lai. Nó tùy theo trường hợp, cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh mờ, cảnh rất mờ mà khiến cho lộ tâm nó sẽ khởi đủ đủ sát na tâm lộ, hay là thiếu, tức là nó chỉ hạn chế. Nếu là cảnh mờ, cảnh rất mờ rồi. Bây giờ trong đời sống bình nhật của chúng ta đó, không phải chỉ có cái lỗi ý để mà suy nghĩ chuyện này chuyện kia không, mà lỗi ý môn nó còn xảy ra ở cái giấc ngủ của chúng ta nữa, gọi là suvina, tức là cái độ động lực, cái lộ kim bao. Cái lộ kim bao thì chúng ta phải chú ý có những vấn đề là cái lộ kim bao nó không phải là thật, nó chỉ là trạng lại ở trong tiềm thức mà thôi. Lộ kim bao đối với những bậc thánh như là bậc A-la-hán không hề có, hay là chư thiên phạm thiên không có kim bao. Lộ kim bao thì nó có bốn nguyên nhân như chúng tôi đã có trình bày, dựa theo trong Thắng Pháp Tập Biểu Luận và những chú giải đó.
Bút ba niệm bát tá là cái điểm báo trước. Có nhiều người họ không có thói quen nằm chiêm bao trong lúc ngủ, nhưng mà hễ khi mà hỏi chiêm bao thấy cảnh tượng gì thì cái đó nó trở thành một cái điểm báo trước. Nếu như mà khi thức dậy mình kể lại cho người khác nghe và cái người khác họ biết họ có thể đoán đoán biết được cái gì xảy ra cho mình, như là các vị đạo sĩ mà được vua Suddhodana mời đến để đoán cái điềm chiêm bao của hoàng hậu Mahabaya được tứ thiên vương. Khi cái ông sàng đi đến một cái một nơi đẹp lộng lẫy, rồi lệnh bà Mahavaya nằm ở trên một chiếc giường bằng gỗ quý. Rồi khi đó con còn bạch tượng sáu nhà mà thấy trong giấc chim bao thấy có bạch ngựa sáu ngà đi chung quanh cái giường đó, rồi đột nhiên nó rẽ ngang và nó đi thẳng vào trong bụng. Bà kể lại cái câu chuyện đó thì các vị bà la môn đã đoán mộng đúng đó thưa quý vị, là hoàng hậu sẽ hạ sanh một thế tử. Cho nên khi mà nói đến chiêm bao mà nó là điềm nghiệp đó, cái điềm báo trước đó, thì chúng ta cũng không nên phủ nhận là hoàn toàn không có, không nên phủ nhận thì bởi vì cái sự kiện có xảy ra. Thứ hai nên là bởi tác động sinh hoạt hàng ngày, anh đúng phù tác bấm bắt bởi vì khi trong đời sống hàng ngày của chúng ta cái sự hỷ nộ ái ố giận hờn thương ghét cái gì đó là cái ấn tượng đập mạnh vào cái tư tưởng của chúng ta, cái tiềm thức của chúng ta, thì tối lại chúng ta nằm chiêm bao chúng ta cũng sẽ thấy những cái cảnh làm cho chúng ta bị thất vọng. Hay là vui vẻ. Hồi nhỏ chúng tôi nhớ đó thưa quý vị, là thân mẫu chúng tôi đó
là cũng hơi khó khăn. Nghiêm khắc dạy con cái, ban ngày mà nó chạy dở nhiều và tối là bị chim bao, mà nhất là giỡn chơi mà hù dọa làm cho sợ con nít buổi tối nó hay giật mình. Thưa quý vị, nó chim bao nó thấy gì rồi nó giật mình, tất cả những cái đó là do sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Cũng chưa đủ, ở trong cái trong những nguyên nhân nó khiến cho nó xảy ra chim bao đó, thì cái điều thứ ba được gọi là chư thiên báo mộng đi vào tô có mát Harana. Nhất là các vị chư thiên quyến thuộc, họ muốn nói lên lời tùy hỷ với mình, hoặc là như các loài phi nhân nói chung, có những loài ngạ quỷ mà buổi tối họ tạo cho vua Bessie nó đi một giấc chim bao, sáng dậy mới đem hỏi Đức Phật, thì Đức Phật này cho biết rằng đó là cái điềm báo, là thân nhân bị khổ gì. Thì như gọi vậy gọi là chim bao mà bị chư thiên họ báo mộng. Còn một trường hợp nữa là chim bao do bốn đại bất hòa, trong cái thân này đất nước lửa gió phải có điều hòa, xin lỗi quý vị. Khi mà chúng ta có bệnh ở trong người, gọi là bốn đại bất hòa, nó cũng xảy ra cái nhất chim bao bị nóng quá, tức là bị sốt đó, hay là bị mật đàm máu huyết vô vực, mà nó trục trặc trở ngại cái gì đó thì chúng ta có xảy ra chim bao. Đó là cái ý nghĩa gọi là do bốn đại bất hòa. Ở đây khi nói đến những cái nguyên nhân hỏi sanh ra cái lỗ chim bao thì chỉ nói thêm để cho chúng ta biết mỗi khi chúng ta chim bao
là một trong bốn nguyên nhân đó, chứ không phải chiêm bao lúc nào để thấy cái gì sáng ra cũng là đem bàn cái niềm chiêm bao đó, bởi vì nó không có thuộc về Bất Quá Niệm Bất Tá, thì mình cần gì phải bàn, cần gì phải thảo luận. Còn hiếm có cái trường hợp mà chim bao do phi nhân báo mộng, khi mà mình chim bao họ thấy người đã chết, họ đi đến trong cái vẻ mặt như thế nào, hoan hỷ hoặc là sầu khổ, rồi họ xin thức ăn. Trong trường hợp đó thì chúng ta đoán biết rằng là thân dân đến xin phước của con, cái đó cũng là một cách. Chúng ta có thể bàn nhau được, nhưng mà nếu do muốn đại bất hòa thì thôi, chim bao là chim bao, chúng ta khỏi cần phải bàn đấy. Nhưng ở đây nó có những cái trường hợp mà chúng ta phải lưu ý, là mặc dù thế gian này có 31 cõi, nhưng mà cõi vô tưởng không có tâm chúng ta bỏ ra bên đi, còn 30 cõi hữu tâm. Nhưng mà không phải 30 cõi hữu tâm đó có lỗi ý rồi có chim bao hết, phải có lỗi môn là có tâm để suy nghĩ. Nhưng mà cõi nào mà có chúng sanh ngủ á, thì lúc đó mới gọi là cái lộ có cái cảnh chim bao. Cho nên chỉ giới hạn là cõi nhân loại, cõi bằng sanh, ngạ quỷ, Atula mới có chim bao. Còn cái cõi địa ngục, cõi chư thiên, phạm thiên thì những cõi này không có chim bao, cho nên lộ chim bao nó cũng hạn chế người khổ lắm thưa quý vị. Thì người đó thì cái hạng phạm nhân, tức là người khổ, nhưng khổ đây là khổ bàn sanh, khổ ngạ quỷ của Atula, rồi nhị nhân, tam nhân. Cái đó bốn hạng phàm, ba thánh hữu học có sanh lộ chim bao, như bậc tu được quần tu đà hàm anh hàm thì các vị đó có sự ngủ nghỉ. Bậc lậu tận a la hán thì hoàn toàn không có chim bao, bởi vì các ngài luôn có chánh niệm, tâm không bị phóng dật, cho nên không có chim bao. Và một trường hợp nữa là khi mà chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy mình đang đi làm phước, đó là thiện pháp, hay là mình thấy mình sát sanh, trộm cắp, vân vân, thì cái đó là bất thiện. Nhưng mà cái động lực thiện hay bất thiện trong giấc chim bao thì cái động lực đó nó không có
quân tập nghiệp để mà tạo ra quả dị thục. Chúng ta phải nhớ những cái điều đó. Còn giờ khi mà chúng ta bàn đến cái hình thức, cái phương thức của cái lộ chiêm bao thì chúng ta cũng thấy khó đủ. Tức là lộ chiêm bao cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ có đủ. Cho nên cái diễn trình tâm diễn ra đó, thì có chót móc cảnh, chót động lực, chót khẩy môn, chót rung động. Thì nói chung nó tức là về cái phương thức diễn trình thì cái lỗ chiêm bao đó, nó có phương thức diễn trình giống như là cái lỗ ý môn mà thời Bình Nhật thông thường của chúng ta vậy. Nó chỉ khác là ở người cõi có chiêm bao là bị hạn chế, và cái tâm lộ chiêm bao, tâm động lực cũng hạn chế. Ở đây không thể nào trong cái lộ chiêm bao mà có cái tâm tố của vị A-la-hán. Càng không thể có những cái tâm thiền hay tâm đắc đạo, tâm siêu thế. Cho nên trong lộ chiêm bao không bao giờ mà mình thấy mình đắc thiền hay là thấy đắc đạo quả. Bởi nếu thấy đắc thiền đắc đạo quả thì có cái tâm thiền hay có cái tâm đạo tâm quả khởi lên trong lúc đó sau. Chỉ có trường hợp là mình thấy mình làm việc phước, mình thấy mình đã lễ Phật, thì trong trường hợp là tâm thiện nó có mặt thì dục giới có mặt. Đó là những gì mà chúng ta cần phải học tóm tắt qua cái vấn đề lỗi y môn. Hôm nay thì trong cái phần đọc thêm của chúng ta, trong cái phần thêm của chúng ta nó có 14 cái chủ đề. Thì do đó chúng ta sẽ dành cái thời gian 45 phút, 50 phút. Dành thời gian 50 phút để chúng ta thảo luận cái vấn đề đó. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây và xin kính thỉnh Thượng Tọa Chất Đẳng và hỷ trở lại với cái phần sau. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Siêu. Kính bạch chư Tôn Đức và chư quý Phật tử. Với những gì mà chúng ta vừa nghe thì Thầy Tự Siêu trình bày về lộ ý môn, ở trong đó có những trình tâm khởi đầu tiếp xúc, những trình tâm trong đời sống hàng ngày.
Và chúng ta cũng có thêm phần diễn thuyết tâm chim bao. Chúng ta vẫn chưa có học hết diễn thuyết tâm ý môn, nhưng mà chúng ta học một vài phần như vậy. Những bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục. Riêng về những gì mà chúng ta đã học đó, thì chúng ta có thể có một cái nhìn chung chung về cái tâm của chúng ta trong cái cuộc sống này. Chúng tôi nói sơ lược rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đi qua phần thảo luận của chư tăng. Trước nhất thưa quý vị, chúng ta nói về diễn trình tâm tục sinh. Ở đây thì tôi sử dụng chữ tái tục, hay là chúng ta dùng cái chữ đôi khi là kiết sanh, tức là cái tâm khởi đầu tiếp sống mới. Thì cái tâm khởi đầu tiếp sống mới này vậy đó, nó có những ảnh hưởng nhất định ở trong đời sống của chúng ta, nhưng mà nó cũng không hoàn toàn quyết định tất cả. Và nếu chúng ta nói là nó không có ảnh hưởng thì không đúng, mà nó nói là nó có ảnh hưởng quyết định tất cả thì cũng không đúng. Thí dụ như là khi mà mình sinh ra đời do cái nghiệp trong quá khứ, mình sinh ra là người Việt Nam, mình sinh ra là người nam, sinh ra người nữ, sinh ra người da trắng, da đen, da vàng, sinh ra người có trí và người không có trí, vân vân. Thì thưa quý vị, cái khởi điểm đó ở trong giáo lý duyên khởi, giáo lý duyên khởi gọi là danh sắc, thức duyên cho danh sắc. Danh sắc là cái chủng loại của chúng sinh, thì chúng ta thấy rõ ràng là nó có một chi phối cả đời. Chúng ta sinh ra là người Việt Nam, chúng sinh ra là người nam, người nữ, chúng ta sinh ra là người thế này thế kia, thì những điều đó nó tên một số cái giới hạn nhất định trong cuộc sống mà chúng ta không thể khác hơn được. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng nó là tất cả, nghĩa là mình, số mệnh của mình được quyết định ngay từ giờ phút mình sinh ra đời, và nó hoàn toàn vĩnh viễn như vậy đó, thì đây là một vấn đề. Vấn đề này nó đến một phần từ cái văn hóa mà chúng ta gọi là chấm tử vi hay là bói toán chiêm tinh. Người ta nói rằng một con người sinh ra vào ngày đó, tháng đó, năm đó, cha tuổi như vậy, mẹ tuổi như vậy, thì chúng ta có một cái lá số, chúng ta có một số mệnh, và số mệnh đã an bài suốt cuộc đời. Thì ở đây là một cái điểm rất là thú vị, rất là lợi lạc để khi mà chúng ta học vào trong thắng pháp. Cái mà tâm tục sinh ảnh hưởng chúng ta, thứ nhất thì chúng ta phải nói rằng cái tâm tục sinh là tâm gì, thì cái tiềm thức hữu Phật là tâm đó. Thí dụ mình tục sinh bằng tâm thọ hỷ thì tiềm thức hữu Phật cũng là thọ hỷ. Mình sinh ra bằng tâm thọ xả thì tiềm thức hữu thần thọ xả. Mình sinh ra bằng tâm có trí tuệ gọi là hợp trí thì tiềm thức hữu Phật cũng sẽ có hợp trí. Và cái hợp trí này nó cũng ảnh hưởng đến những cái tâm gọi là hoạt thức, mà chúng ta đã nói về tiềm thức hoạt thức đó. Thì như vậy gọi là có ảnh hưởng chứ không phải là không có ảnh hưởng. Nhưng mà cái tâm tục sinh là tâm nào thì tiềm thức là tâm đó. Và cái tiềm thức nó có ảnh hưởng đến hoạt thức, nhưng mà không phải ảnh hưởng. Thí dụ như là tiềm thức của chúng ta nó không có trí tuệ thì cái hoạt thức không có thể nào mà thành tựu được thiền định và đạo quả hết. Mà tiềm thức của chúng ta là cái tâm thọ xả
thì cái hoạt thức của chúng ta nó ít khi là người phấn khởi mà là người điềm đạm, và nó có ảnh hưởng. Và cái ảnh hưởng này ở cái mức độ tương đối, chứ nó không phải là tuyệt đối. Chúng ta phải để ý về điểm này. Bởi vì khi mà mình nói chuyện đó, mình hay nói ồ, cái gì phải có số, dạy có số, mình cũng mới có số. Mình sanh ra đời, cái lá số tử vi như vậy đã quyết định bởi năm thanh sanh, tháng sanh, ngày sanh rồi, giờ sanh rồi, thì nó suốt cuộc đời. Thì cái này chúng ta phải rất là cẩn thận. Rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta học về lưỡi ý môn đó, thì chúng ta cũng nhận ra một điều như vậy, là ngoài cái chi phối bởi cái nghiệp trong quá khứ, thì chúng ta còn có cái chi phối bởi cảnh hiện tại. Và đời sống đó, nó vốn là một cái sự hỗn hợp pha trộn giữa quá khứ và hiện tại. Lấy một ví dụ như ở trong tâm lý học, họ nói rằng có một người nào đó, họ từng đội một cái chiếc nón màu xanh, và lúc đó người đó họ làm những chuyện gì làm cho chúng ta phiền não, thì chúng ta phải coi chừng là về sau này chúng ta thấy một người đội một cái mũ tương tự như vậy, màu xanh như vậy, thì chúng ta có cái nhìn không có thiện cảm đầu tiên. Chúng tôi nhớ là có những người đã từng nói với chúng tôi rằng họ không thích màu đen. Thật ra khi họ nhìn cái lá cờ của nước Đức có màu đen, màu vàng và màu đỏ đó, thì họ thấy là họ mất cảm tình. Và lá cờ Đức thấy vẻ sắc máu. Hay là ví dụ như có một vài cái văn hóa đó, họ nhìn lá cờ đỏ là màu của máu đó, thì họ nhìn họ không có cảm tình. Như người Trung Hoa đó, thì họ nhìn màu đỏ là màu của đại hỷ, màu của hoan hỷ. Do đó khi mà Mao Trạch Đông ông hô hào cái sự truyền bá chủ nghĩa Mác Xít tại Trung Quốc, thì ông có nói đến mặt trời hồng đông phương, thì đối với người Trung Hoa rất là hấp dẫn. Tại mặt trời đỏ một nơi ở phương đông đó, thì cái mặt trời đỏ đó đối với người Trung Hoa là máu cho sự hoan hỷ, nhưng mà chỗ ở xứ khác thì đó là sắc máu. Đó là cái ấn tượng, thưa quý vị. Và cái ấn tượng ở trong quá khứ nó chi phối hiện tại của chúng ta. Thì trong trường hợp này, chúng ta nhớ lại một vài câu chuyện như là Ngài Giác Xá. Ngài Giác Xá là một thanh niên có học thức, một người sống đời sống rất là giàu sang nhung lụa, và con của bà Sujata đó. Có một ngày ở trong nhà, đó là nhà chứ đó là một lâu đài giàu có, tổ chức một cái buổi dạ yến rất là long trọng. Nó long trọng chứ thực sự ở trong nhà thường có những buổi dạ yến vui vẻ như vậy. Thì họ mời rất là nhiều vũ công, là những người dạy, làm những cái show giải trí cho trong nhà đó. Thì họ đến họ làm ca vũ vân vân. Thì buổi khuya hôm đó, thanh niên Giác Xá thức dậy bỗng nhiên lại có cái gì thôi thúc đó, là đi muốn đi ra ngoài sân, và đi ngang một căn phòng thì thấy những vũ công nằm ngủ một cách mệt mỏi, tại vì họ đã phải trình diễn quá nhiều giờ và với quá nhiều tiết mục, họ mệt mỏi rồi, tới chừng họ để cho họ ngủ. Thì cái hình ảnh những người phụ nữ mà khi mà ăn mặc trang điểm rất là đẹp rồi bây giờ mệt mỏi nằm ngủ, nó không có đẹp, ở trong thế nằm ngủ không đẹp. Thì đối với người bình thường như chúng ta thì bất quá nhìn hình ảnh nó không đẹp thôi, nhưng mà đối với Giác Xá nó là một sự đánh động trong cái tâm tư rất là mạnh. Giác Xá nghĩ về cái mặt trái của cuộc đời, bao nhiêu là những thứ phồn hoa, bao nhiêu là cái đẹp mà được tô son điểm phấn bên ngoài, nhưng gì thì có mặt khác thì nó không phải như vậy. Mà theo trong kinh đó thì do Giác Xá có một cái ấn tượng từ quá khứ xa xưa, cái ấn tượng nó xảy ra Giác Xá trong trường hợp rất đặc biệt là lúc bây giờ Giác Xá ở trong một tiệm đó cùng với những người bạn
đi làm cái công việc thiện nguyện, là chôn cất những người chết mà không có thân nhân. Nó giống như là đại dịch mà chúng ta bây giờ có vậy đó. Bây giờ thì đại dịch Covid có những người chết mà thiêu không kịp, nhưng mà có chính quyền, có tổ chức rồi họ mang đến, họ đi hỏa táng, đi mai táng đi. Nhưng mà ngày xưa thì người ta nằm ngoài đường, không có người đi nhặt đi lượm. Thì thưa quý vị, Giá Sáp và những người bạn đã làm cái công việc thiện nguyện là đi nhặt những xác chết mà không có thân nhân đó đem đi hỏa táng, tức là làm việc có bằng thiện chí, làm bằng thiện tâm. Và trong lúc làm bằng thiện tâm nữa đó, thì Giá Xá lại bắt gặp một cảnh tượng là đưa một cái thi hài của một thai phụ, là người phụ nữ có thai, lên trên giàn hỏa. Và người nào mà sống ở Ấn Độ biết là người Ấn Độ họ họ thiêu xác người đó, họ không có quan tài và cũng không có lò thiêu như chúng ta. Họ chất củi ở dưới rồi cái xác chết thì họ quấn vải sơ sài lắm, họ để trên cái giàn giàn củi đó rồi họ đốt. Mà khi họ đốt á, thì nếu những người mà đứng chung quanh á thì thấy rất là rõ là cái thân xác của người chết á, khi mà nó cháy hết cái vải bọc ở bên ngoài thì nó chỉ là một cái thân xác không mảnh vải nào, bị cháy hết rồi. Và khi cái xác của thai phụ cháy một lúc á, thì cái da bụng đứt vỡ ra và cái bào thai ở trong người nó đưa ra bên ngoài cái thai nhi. Và cảnh tượng hình ảnh một thai nhi nó lộ ra từ cái bụng của thai phụ đó, nó là một cái cảnh tượng rất là kinh hãi đối với nhiều người. Nó tạo thành một ấn tượng. Nhưng cái ấn tượng đó nó đến với Giá Xá, với tiền thân của Giá Xá, trong một cái khoảnh khắc mà người này đang làm việc thiện, đang có thiện. Và cái chuyện nó hiện đến tự nhiên do một người làm việc bằng cái thiện tâm trong sạch và nhìn thấy cái cảnh tượng như vậy đó, thì nghĩ đến những cái nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Dạ. Đã làm con người sinh vào trong thai bào thì quả thật khổ quá, mà mẹ là chết, rồi mẹ chết bây giờ con ở trong thai bào rồi đem lên nhà quả thiêu như vậy, thấy từ khổ tới khổ. Cái ấn tượng đó, cái cảm giác đó, đó nó đã đi vào trong tâm tưởng của Giá Xá. Do vậy khi kiếp này Giá Xá nhìn thấy những cái vũ công hồi tối ban chiều thì rất đẹp, ăn mặc lịch sự, trang điểm phấn son, múa hát những cái vũ điệu rất là mê hoặc lòng người. Bây giờ nằm ngổn ngang ngủ cách rất là mệt mỏi ở trong một cái ngắn cách không có đẹp chút nào hết, thì bỗng nhiên nó làm cho tâm Giác Xá thấy đến một cái mức độ gọi là yểm ly. Cái sự yểm ly ở đây là nhàm chán, nhưng mà nhàm chán một cách có trí tuệ, nhàm chán một cách có ý thức. Từ cái yểm ly, từ cái nhàm chán mới xả ly, và xả ly tâm cái giải thoát. Cái tâm nhàm chán đó là chỉ có những người tu mà học rất nhiều, hiểu rất nhiều, quán tưởng rất nhiều mới đạt đến cái yểm ly như vậy. Nhưng mà Giá Xá do cái duyên lành trong quá khứ nên chi ở trong đêm đen ấy, Giá Xá đã một cách tự động rời căn nhà, rời cái lâu đài của mình để ra đi. Và cũng do cái duyên lành đã đi ngang vườn Lộc Uyển và gặp Đức Thế Tôn ở đó, và Giá Xá đã trở thành một đệ tử Phật, một đệ tử xuất gia. Và ngày hôm sau cha mẹ Giá Xá đến thì trở thành những nam cư sĩ, nữ cư sĩ đầu tiên quy y Tam Bảo và chứng ngộ quả vị Tu Đà Hoàn. Nhưng mà Giá Xá trở thành một vị A La Hán. Và tôn giả Giá Xá là một ở trong 60 vị A La Hán đầu tiên mà Đức Thế Tôn gửi đi hoằng pháp. Thì thưa quý vị, như vậy là trong đời sống của chúng ta không phải chỉ có cái tâm tục sinh nó quyết định trọn cái kiếp sống, mà nó còn có pha lẫn bởi những cái ấn tượng từ quá khứ xa xưa. Nếu chúng ta so sánh thì chúng ta có thể đưa ra một thí dụ như vậy, là ví dụ như những người di dân mà vào trong nước Mỹ, nói là vào trong nước Mỹ để sống định cư Mỹ, nhưng mà có nhiều thành phần khác nhau. Và khi chúng ta đi vào đó thì có những người vào với tư cách là tị nạn, có những người vào tư cách là di dân, có những người vào tư cách là một chuyên gia, họ giỏi về ngành nào đó được nhận vào một trường đại học nào đó mời họ đến giảng dạy, hay một công ty nào đó mời họ vào để làm việc, hoặc giả là họ qua đi họ đoàn tụ với gia đình.
thì người ta nói rằng khi mà mình nhận được cái giấy của sở di trú đồng ý cho mình nhập cư đó, nó chỉ là một chiếc vé vào cửa. Và dĩ nhiên là khi chúng ta vào nước Mỹ với tư cách là người tị nạn hay là một người chuyên gia hay là một người đoàn tụ gia đình vân vân, nó chỉ là vào cửa thôi, nó cũng có những ảnh hưởng nhất định cho đến cuộc sống còn lại. Tuy nhiên khi mà đã vào nước Mỹ rồi thì phấn đấu làm thế nào để đi làm thế nào để mua nhà, mua cửa, hội nhập học ngôn ngữ vân vân, cái đó tùy thuộc vào mỗi người. Không hẳn là khi chúng ta đi vào đây là một người tị nạn mà suốt cuộc đời chúng ta cũng giống như là những người khác, hay là chúng ta vào đây là một chuyên gia suốt đời chúng ta cũng vào khác. Như vậy đó, cái tính cách, cái vé vào cửa đầu tiên mà chúng ta vào nước Mỹ đó, nó có khác biệt. Nhưng mà khi vào đây đó thì đôi khi cái sự khác biệt nó không lớn, và đôi khi sự khác biệt đó nó lại lớn. Thành ra chúng ta nhớ rằng cái diễn trình tâm tục sinh nó có một cái sự quan trọng, tại vì cái tâm tục sinh nó quyết định chủng loại của chúng ta, nó quyết định cái tiềm thức. Tại cái tiềm thức của tiềm thức nó chỉ là lặp lại của tâm tục sinh thôi, nhưng mà tiềm thức không phải là cái khởi đầu, thì chúng ta gọi tâm hồn kiếp hay là hữu phần đó. Và cái tiềm thức đó nó lại tạo nên cái cá tính, nó tạo nên cái tư chất nào đó, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng tất cả. Mấy cái này chúng ta phải để ý. Cái sợ nhất của một người học đó là cái tâm chúng ta nghe cái gì cái thì chúng ta chấp cứng điều đó. À, chúng ta nhớ một điều rằng có những điều như là một quy luật, nhưng mà nó không phải là quy luật tuyệt đối, không phải là quy luật toàn thời gian, không phải là quy luật luôn luôn như vậy. Và rồi chúng ta cũng nhớ là ngoài cái quyết định về tư chất, về cá tính của tâm tục sinh đối với tiềm thức, chúng ta còn có cái ấn tượng mạnh từ trong quá khứ. Và bên cạnh đó, nó còn có một thứ nữa mà nó ảnh hưởng chúng ta vô cùng. Đó là cái thói quen. Và thói quen gọi là thường thân ý duyên hay là thường cận ý duyên. Ví dụ như ở Mỹ này người ta nói rằng cái nghề người ta làm nó tạo thành một số thói quen, và số thói quen nó dẫn người ta đến một số cái sinh hoạt mà tương đối giống nhau. Ví dụ như là mình chuyên môn làm nghề kế toán là làm việc với con số, mình làm việc làm luật sư là luôn luôn mình tìm cái lý để mình cãi lý, cho dù là đúng hay sai phải quấy mình cãi lý làm sao thắng đối phương, hay là mình là một người chuyên về xây cất, thì cái nghề nó tạo ra thói quen và cái thói quen ảnh hưởng cuộc sống. Nhưng mà cái nghề này đó nó là một cái gì ở trong kiếp hiện tại, mà chúng ta nhớ rằng từ quá khứ xa xưa thì chúng ta cũng muốn có những thói quen. Và lấy ví dụ như là một cái người nữ quen yêu thương người khác phái là người nam, bây giờ do cái nghiệp gì đó người nữ sanh lại làm người nam, thì cái người nam này đó họ vẫn còn có một cái thói quen trong quá khứ là yêu thương người nam, thì nó tạo nên hiện tượng đồng tính. Hay là một người nam là thường yêu thương người nữ, người khác phái, bây giờ họ sanh trở lại làm người nữ, tức là từ nam họ sanh nữ, thì cái người nữ này đôi khi họ vẫn còn cái tâm lý là thương người nữ, thành ra họ cũng là một cái người đồng tính, người nữ nhưng mà thương người nữ. Hay hoặc giả là người này ở trong quá khứ là một vị phạm thiên, bây giờ sanh xuống ở dưới cõi đời này, do quá khứ là một phạm thiên sống với cái định tâm rất nhiều, rất dễ, bây giờ họ sanh ra họ tu thiền rất là nhanh. Hay là một người mà vốn là do một cái gì thường làm ở trong nhiều đời, nhiều cái quá khứ đó, đời này nó sanh ra thì trở nên đặc biệt, trở nên nhạy cảm, trở nên giỏi vì một ngành nào đó. Chúng tôi đã từng gặp những người mà có cái trí nhớ rất là tốt, có cái khả năng về toán rất là giỏi, có cái thiên tư về âm nhạc lúc còn nhỏ tuổi, thì những hiện tượng là những thần đồng hay là những thiên tài hay là những người đặc biệt giỏi về cái gì đó đó, nó vốn là do cái thường là do cái thường nghiệp ở trong quá khứ, và đa phần là do cái thường nghiệp trong quá khứ. Ở quá khứ họ đã từng trải qua những cái cuộc sống như vậy, do đó bây giờ họ thích thú với những con số không có làm cho họ mệt mỏi. Quý vị biết là có một lần chúng tôi đã gặp một em bé mới có 12 tuổi.
ở Chicago, và chúng tôi thấy em này viết lập trình computer mà chúng tôi phải nể thôi, phải nể cho nó đăng gì hết. Dạ, em có thể ngồi em vẽ tất cả bằng code. Ngày xưa đó là khi chúng tôi đi học trong trường, học về basic là cái ngôn ngữ lập trình đầu tiên của PC đó, rồi qua những cái language khác như là COBOL assembly chẳng hạn. Nhưng mà khi mà đụng tới cái lập trình mà của như là bây giờ người ta biết HTML5 chẳng hạn, thì thật ra nó tinh tế hơn nhiều, mà mình nhìn vào đó thì mình cũng ngờ ngợ vậy thôi. Nhưng mà đối với em này thì em viết những cái lập trình này giống như mà gọi là nó dễ dàng cháu vậy đó, mà lúc mới 12 tuổi thôi. Thì điều đó đó, chúng tôi luôn luôn là một vị tu sĩ, là một người học Phật pháp, thì mình tin rằng có nhiều thứ trong đời sống này con người đó giỏi đó là do cái sự thành thạo nào trong quá khứ, một cái tập quán, một thói quen nào trong quá khứ. Và rồi thưa quý vị, ngoài cái chi phối của tâm tục sinh, ngoài cái sự chi phối của cái ấn tượng mạnh trong quá khứ mà chúng ta nói, ngoài sự chi phối của thói quen, nó còn có một cái gọi là cái duyên. Một cái duyên rất là đặc biệt. Cái duyên rất là đặc biệt. Cái duyên này đó, nhiều lúc là nó do cái lời phát nguyện. Thí dụ như ông Cóc Cô Độc, trong một cái quá khứ xa xưa, ông nhìn thấy một vị cư sĩ hộ đạo đối với một vị Phật toàn giác, và ông phát tâm phát nguyện như vậy. Sau khi làm phước thì ông được Phật thọ ký. Và kiếp này ông sanh ra, ông vốn là một người có một cái phước để sẵn sàng trở thành một cái vị đệ nhất nam cư sĩ. Và do vậy khi mà ông từ xá vệ mà sang thành vương xá để thăm người anh của mình, ông thấy người anh có vẻ đang đâm chiêu, đang bận rộn với việc gì đó, thì hỏi anh là đang làm gì mà có vẻ bận rộn như vậy. Thì anh nói rằng chú khoan hỷ, chờ cho 1-2 ngày nha, hôm nay anh đang bận một công việc rất là quan trọng, anh ngày mai này sẽ thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về tái tăng, thành ra bận rộn. Sau đó thì anh em mình có nhiều thời giờ hàn huyên. Một cái lời giải thích rất là ôn tồn, rất là nhanh như vậy. Nhưng mà với ông Cóc Cô Độc, khi ông nghe nói chữ Đức Phật và Chư Tăng, nhưng mà đặc biệt cái nói chữ Đức Phật, thì ông nghe nó giống như một người, ở trong kinh nói giống như một người con mà đã đi lạc lâu ngày, bây giờ nghe đến cha, đến mẹ của mình mừng quá. Ông ngủ không được. Thậm chí trong đêm mà ông nôn nóng đi gặp Đức Phật, như là người trở về. Thì cái đó mình gọi là một cái duyên, một cái phước vô một cái nguyện lực trong quá khứ. Và cái nguyện lực đó đủ mạnh, cái duyên đó đủ thành tựu, thành ra kiếp này sanh ra tự nhiên cái đó nó rất là nhanh. Chúng tôi nhớ là có một vị sư tên là Siripanyo. Vị sư đó là người, cha là người Mã Lai mà mẹ là gốc người Thái. Mà cha của vị sư này đó là một tỷ phú. Lúc đó là một ở trong hai người tỷ phú, gọi là tỷ phú và tiền tỷ của Mã Lai, là người được cha mẹ chuẩn bị cho một cuộc sống giàu sang nhung lụa, gửi đi học ở Anh Quốc. Nhưng mà rồi người mẹ là quá thương, và quá thương đi, thành ra đã con mình lớn lên học hành xong thì muốn cho con theo cái phong tục của người Thái là tu gieo duyên. Tu gieo duyên một cái thời gian ngắn để tạo cái duyên Phật pháp, nên gửi đến chùa Wat ở bên Thái Lan, chùa Ngài Chân Cha đó. Thì thưa quý vị, vị này là một người xuất thân từ trong gia đình giàu có, học hành đỗ đạt, nói tiếng Anh lưu loát, và một người rất là trí thức, rất có tư cách, và là một người đang ở trong là con một để thừa kế một cái sản nghiệp rất là to lớn, nhất gì của xứ Mã Lai mà. Nhưng mà khi mà vào trong chùa đó, nghe Chư Tăng đọc cái bài kinh và dạy vị này đọc cái bài kinh Quán Tưởng, và cái Quán Tưởng mà chúng ta thường đọc của pháp Vũ Quán đó là mình không thể trẻ mãi mà không có già, không thể khỏe hoài mà không có bệnh, không thể sống hoài mà không có chết, không thể nào sum họp với người thân hoài mà không có chia ly bằng sanh ly tử biệt, và mỗi chúng ta phải đi theo cái nghiệp riêng của mình. Năm pháp quán đó chúng ta tụng rất nhiều, chúng ta nghe rất nhiều, nhưng mà có bao giờ làm cho chúng ta xúc động
có bao giờ chấn động tâm tư của mình để mà mình làm một quyết định, quyết định là không có kế thừa cái gia tài giàu có nữa, không trở về đời sống của người cư sĩ nữa mà tiếp tục tu, và bị tu bây giờ, tu tới bây giờ. Thì chúng tôi nói câu chuyện đó không phải là chúng tôi nói câu chuyện của quá khứ xa xưa đâu, chúng tôi đang nói câu chuyện ngay trong cái thời hiện đại bây giờ. Thì thưa quý vị, những cái đó là cái duyên, cái thắng duyên rất là đặc biệt. Một cái người ngài sanh ra ngày thường đó là một người có mắt đó, là chỉ cần mặt trời bọc lên là họ thấy chung quanh và họ có thể thấy được rất nhiều thứ. Còn cái người mà sống ơ hờ không có duyên đó, có khi sống từ năm này qua tháng nọ mà không thấy được nhiều, dạ, không thấy được nhiều, không thấy được giá trị. Chúng tôi có một vài lần đến gặp những cái vị tôn túc, mà những vị này cái kiến văn rất là giỏi, nhưng mà bên cạnh nó có những đệ tử, có những người cư sĩ, có những vị tu sĩ ở gần đó, ở gần cả đời không học được cái gì hết, không học được cái gì hết, tức là ù cạc cạc như vậy. Dạ, mà cái hay của vị đó cũng không biết, cái sắc của vị đó cũng không học được, thì rất là đáng tội nghiệp. Nhưng mà cái duyên thì mình biết làm sao bây giờ. Không phải ai mà đi vào một công viên, đi một vườn hoa mà cũng có thể cảm nhận tất cả cái đẹp của kiến trúc, của hoa cỏ, kỳ hoa dị thảo trong công viên đâu. Có nhiều người đi ngang một cái công viên rất là đẹp bằng ánh mắt rất là ơ hờ. Thật ra chúng ta nên hiểu rằng ở trong cuộc sống này, ngoài cái sự chi phối của cái nghiệp lực trực tiếp tạo nên tâm tục sinh, tạo nên tiềm thức, thì chúng ta còn có đôi lúc có những cái ấn tượng từ quá khứ xa xưa, không phải là kiếp này, ở trong kiếp này không, mà còn nhiều kiếp khác nữa. Rồi có khi là do một cái thói quen, rồi có khi lại do cái lại do một cái thắng duyên và một cái duyên nào đó tạo nên. Thì bây giờ chúng ta trở lại trong cuộc sống như vậy, là đôi khi chúng ta giống như một người mù rờ voi, chúng ta biết một phần gì đó nhưng mà rồi chúng ta không biết tất cả. Do đó chúng ta thường rất là võ đoán. Thí dụ như là bây giờ mình thấy hai anh em sinh đôi hay là hai chị em sinh đôi giống nhau, tại cùng nhau lớn lên trong một thai bào, thì do vậy mình tin tưởng mãnh liệt rằng cái yếu tố về cái gen, về cái mà chúng ta gọi là về cái di truyền đó, nó là một yếu tố rất là quan trọng, và rất là quan trọng quyết định tất cả. Và mình nghĩ là quyết định tất cả, tại vì sao vậy? Cùng cha cùng mẹ cùng lớn lên trong bào thai thì hoàn toàn giống nhau, nhưng mà có những người thì ngược lại nói rằng không, mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Thành ra cái chuyện mà ảnh hưởng về truyền chủng hay là về di truyền nó không ảnh hưởng gì hết. Thật ra hai cách nói đó đều là hai cách nói võ đoán. Nếu chúng ta học thắng pháp nói riêng và học trong Phật pháp nói chung đó, thì chúng ta thấy rằng cuộc sống đó, nó là một sự pha trộn của nhiều thứ lắm. Dạ, nhiều thứ. Quá khứ có, hiện tại có, sắc pháp có, danh pháp có, về những cái thói quen có, mà về do cái ấn tượng mạnh có, do những thắng duyên có, nhiều thứ trộn với nhau. Và do vậy trên phương diện di truyền đó thì nó có chứ không phải không có. Giống như ngày nay chúng ta học về DNA, chúng ta học về những cái căn bệnh, ví dụ như là ở trong gia đình chúng tôi, từ tòa từ siêu hay chúng tôi hay là những vị khác, sư huynh sư đệ khác thì cũng có cái bệnh gọi là tiểu đường. Và tiểu đường thì thân mẫu chúng tôi cũng bị tiểu đường. Thì như vậy bị tiểu đường là có thể là một bệnh di truyền, và ung thư cũng có thể là một di truyền, hay hoặc giả là đau tim cũng có thể di truyền. Nhưng mà bác sĩ y khoa thì họ nói rằng nó không hoàn toàn như vậy. Tại vì ví dụ như là bây giờ người mẹ có người mẹ sinh ra 7 người con mà chỉ có 1-2 người là đau tim, thì bác sĩ hỏi về cái bệnh lý thì bà hỏi là ở trong nhà có ai trước kia bệnh đau tim không, thì nếu có cha có mẹ đau tim thì bác sĩ nói rằng như vậy một phần là do di truyền. Mà trên thực tế thì bây giờ người ta vẽ một cái DNA map, tức là cái bản đồ DNA đó, thì người ta có tìm ra những cái tế bào DNA, mà tế bào DNA đó nó cho chúng ta biết rằng chúng ta có cái khả năng bị bệnh này
có thể bị bệnh kia. Nhưng mà rồi nó không phải là tất cả. Tại sao không phải là tất cả? Tại vì 7 người con có 1, 2 người bị tim, tại sao những người kia không bị? Thì cái đó là chúng ta nói một cách rất là tương đối. Ở đây chúng ta nên phân biệt hai điểm. Một á, là cái gì có thể xảy ra, có khả năng xảy ra, và cái gì đó nhất định phải xảy ra. Dạ. Thành ra cái chuyện gọi là có thể và không có thể đó, nó đều xảy ra trong cuộc sống chúng ta hết. Chúng ta có thừa hưởng một số những cái di truyền của cha mẹ, nhưng mà không phải là tất cả. Mà cái di truyền mà chúng ta thừa hưởng cha mẹ đó, thì nó vốn dĩ là nó cũng ảnh hưởng bởi cái nghiệp. Đấy, ví dụ như là vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya là thuộc về cái dòng giống Aryan, thì Đức Phật sinh ra cũng dòng giống Aryan và cũng có màu tóc như vậy, màu da như vậy. Nhưng mà vua Tịnh Phạn đâu có 32 đại trưởng phu tướng, mà Đức Thế Tôn có 32 đại trưởng phu tướng là do cái phước, do cái nghiệp ở trong quá khứ của ngài, chứ không phải nói rằng là ảnh hưởng di truyền của cha mẹ thì vua Tịnh Phạn sau thì Đức Phật như vậy. Chuyện đó chúng ta không nên quan niệm như vậy. Và cuộc sống á, thưa quý vị, ở trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp, ở trong biệt nghiệp nó có cộng nghiệp, nó có cái chung và cũng có cái riêng. Và nếu mà chúng ta làm cái kiểu mà như là chúng ta là tuổi Đinh Mão, và năm nào là số tử vi ra tất cả người Đinh Mão đều tuổi đó, thì nó cũng hơi ngây ngô là không thể nào mà một người nào đó sanh ra trong một năm mà cuộc đời họ giống nhau hoàn toàn. Dạ. Cho dù chúng ta có chia ra là tuổi đó rồi có nam có nữ, thật ra ai mà thích coi tử vi nữa. Thật ra coi thì coi tạm tạm cho vui vẻ thôi chứ. Coi vui thì được chứ, nếu mà tin quá không chắc. Nhưng mà nó cũng có trường hợp như vậy. Là đây là một sự việc mà bên y khoa họ có ghi nhận là cái bệnh flu, tức là bệnh cảm cúm á, thì có một số người sinh vào năm nào đó. Thí dụ như hiện nay thì họ nói rằng cái người sinh từ năm 64 tới 73 đó, là cái những người sinh trong năm đó, đó là ít có bị flu hơn là những người sinh trong những năm khác. Thì cái đó y khoa họ có làm thống kê. Và để giải thích đó, thì có lẽ chúng ta cũng phải chờ lâu lắm người ta mới giải thích. Và người ta mới giải thích chứ không phải là như vậy. Nên ở một cái góc quy trình nào đó, thì chúng tôi thưa quý vị rằng mình học về thắng pháp đó, giống như chúng ta học về tự nhiên học, khoa học thiên nhiên, từ natural science. The natural science là khoa học tự nhiên. Ở trong khoa học tự nhiên này đó, thì đầu tiên là chúng ta phải quan sát trước hơn là đem vào trong cái định kiến thành kiến. Cái sợ nhất của người học Phật, thưa quý vị, đó là những định kiến, mà nhất là những người học theo tôn giáo. Ví dụ như là bây giờ những người mà đến với tôn giáo, họ quan niệm rằng đạo là phải như vậy. Ví dụ như là nói rằng người tu là phải khắc khổ, phải khổ hạnh, hay là cái người nào mà nói giỏi đó là người đó kiến thức nhiều. Thì những điều đó nó đều là những cái chừng đóng khung thôi. Dạ. Có những người mà họ rất kiến thức rất rộng mà họ nói không hay, họ nói không nhiều. Và có những người họ nói nhiều nhưng mà cái kiến thức của họ rất là hẹp, rất là cạn cợt. Thì chúng ta phải rất là cẩn thận, rất là cẩn thận ở trong cuộc đời này. Và càng học với những môn học tự nhiên đó, thì chúng ta càng phải cố gắng để nhìn sự việc bằng một cách rất là cái tâm tư rất là rộng mở, đừng có đóng khung lại. Đặc biệt là khi chúng ta học vào thắng pháp, chúng tôi rất là sợ rằng khi mình học cái gì đó mà mình đã quan niệm như vậy rồi đó, thì sau này á, mình phủ nhận hoàn toàn những cái khác. Hồi nhỏ chúng tôi ở gần sư trưởng á, cái này thì nói nghe cười, nhưng mà ông ngoại cũng hay nói câu này, mà sư trưởng cũng nói, nhưng mà sau này sư trưởng lại nói nhiều hơn. Và hồi nhỏ thì thật ra chúng tôi rất là thích những nói như vậy.
Sư trưởng nghe dắt cái câu mà người Trung Hoa họ nói là tận tính thư bất nhiêu vô thư, tận tính thư bất nhiêu vô thư, tức là mình tin sách mà tin một cách cả tin, tin cách hoàn toàn thì tốt hơn đừng đọc sách. Dạ, tốt đọc sách, tại vì mình đọc sách mà người ta nói một câu mình ghim một câu và ghim ghim nó ghim luôn. Dạ, cái đó là chết. Dạ, chết. Ví dụ cái gì cũng do nghiệp, cái gì cũng là do ơn trên ban bố, rồi cái gì cũng do tình cờ, do ngẫu nhiên. Những cái cách nói đó là cách nói rất là nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Ở trong thiên nhiên nó có trăm hình, nó có thiên hình vạn trạng, nó có đủ thứ mọi trường hợp, chứ thiên nhiên nó không phải chỉ có một trường hợp. Hiện nay thưa quý vị, chúng ta đang rơi vào trong một cái tranh luận rất là lớn là về mang khẩu trang ở trong mùa đại dịch, giữ giãn cách trong mùa đại dịch. Bây giờ người ta đâm ra chuyện là có nên chích ngừa hay không. Có những trường hợp người ta chích ngừa mà vẫn bị nhiễm, và bị nhiễm vẫn bị chết. Người ta nói tại sao đã chích ngừa còn bị, thì thật ra khi mà CDC hay là các hãng thuốc như là Pfizer hay là Johnson Johnson thì họ cũng nói rằng thuốc họ chỉ có công hiệu nhiều lắm là 95%, tức là trong 100 người chết thì cũng có 53 người ngoại lệ chứ không phải là hoàn toàn 100% được. Hay hoặc giả là mình mang khẩu trang thì nó có hạn chế, và bớt đi không mang khẩu trang thì lây nhiễm rất là nhiều. Đây bằng chứng rằng những cái đám đông tụ họp mà không mang khẩu trang bị lây nhiễm rất là mạnh. Nhưng bảo rằng mang khẩu trang gọi là tuyệt đối thì không. Tại vì đôi khi mình mang khẩu trang rồi nhưng mà mình không biết cách sử dụng, là có những người mang khẩu trang xong rồi khẩu trang nó bị ô nhiễm rồi họ mang lên xe, họ treo chỗ nào đó rồi họ đụng tí cái khẩu trang đó rồi họ quẹt trên trên mặt của họ thì họ cũng bị lây thôi. Thì rồi chúng tôi đi gặp bác sĩ Steven, gặp một vị bác sĩ, thì bác sĩ đó có nói chuyện là cái khẩu trang mà mình mang vào trong đám đông hay là mình làm lễ hay đi vào chỗ nào đông người đó, khi mình ra tuyệt đối không mang lên xe và tìm cách bỏ trong bao ni lông nếu mình phải mang lên xe, còn nếu bỏ được ở trong thùng rác nào thì bỏ đừng mang, tại vì có nhiều khi cái khẩu trang nó che cho chúng ta rồi mà nó bị ô nhiễm thì chúng ta mang treo trong xe nó cũng giống giống như vậy thôi. Hay hoặc giả là mình rất là cẩn thận cái này kia, nhưng mà ở trên những cái hàng hóa mà mình đụng tới ở siêu thị hay là ở ngoài chợ, hoặc là những cái bưu phẩm mà người ta gửi đến nhà mình ở trên hàng hóa đó, nó bị nhiễm COVID mình đâu biết, rồi mình cứ cầm lấy rồi mình đem vô mình bưng cái đó vào, rồi mình cũng không còn thói quen rửa tay nữa, rồi mình cũng bị lây nhiễm như thường. Thành ra khi mà hỏi rằng mình chích vaccine nó có tuyệt đối không, không tuyệt đối. Mình mang khẩu trang có tuyệt đối bảo vệ không, cũng không tuyệt đối. Nhưng mà cái xác suất mà nó bảo vệ mình thì nhiều hơn nếu chúng ta có mang khẩu trang, nếu chúng ta có thường rửa tay, nếu chúng ta thường giữ giãn cách xã hội, nếu chúng ta chích vaccine. Và rõ ràng một điều rằng cái con số người mà nhập viện hiện nay ở Mỹ mà đa số là những người không chích vaccine, và những người chết là hầu hết và 99% người chết là người không chích vaccine, còn người chích vaccine là không có, là những người mà có bị nhưng mà không đến nỗi nguy kịch có thể cứu được. Nhưng mà người ta vẫn tranh luận và người ta đòi hỏi con số phải tuyệt đối, người ta đưa ra bằng chứng này hay bằng chứng khác. Chúng tôi nhớ là ngài Hòa Thượng Bửu Phương á, ngài có kể một câu chuyện, ngài nói rằng có nhiều người lên án nó hút thuốc á, là hại cho phổi, hút thuốc hại sức khỏe. Rồi ngày cứ gặp một cái ông cụ, ông cụ đó ông cả đời hút thuốc, ông ốm đau ông teo ông hút thuốc, hút thì người ta nói rằng một điếu hạ rồng điếu động quan tức là hút hết điếu này sang điếu khác, mà ông sống cũng 80 tuổi. Lại ra chuyện đó cũng có chứ phải không có, nhưng mà bảo rằng hút thuốc không hề ảnh gì đến sức khỏe thì chuyện đó cũng không phải đâu. Mình lấy một thí, bởi vì cái sợ nhất của người mình là lấy một thí dụ và để gọi là vua đũa cá nóng. Và ở trong tiếng Việt bây giờ có cái chữ chúng tôi thấy rất hay gọi là đánh đồng, đánh đồng, tức là mình lấy một cái mà mình nói chung cái tất cả thì chuyện đó nó không phải. Do vậy trong cái chuyện mà mình học về tâm thức á, chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm tục sinh nó khởi đầu kiếp sống có ảnh hưởng đến toàn bộ kiếp sống qua cái tiềm thức, tại vì tiềm thức là một sự lặp lại. Nói thật, nói cách khác là tâm tục sinh là cái tâm khởi đầu kiếp sống,
tiềm thức hay pháp quan gát đó, là một cái phiên bản lại của tâm tục sinh, nhưng mà nó không có làm việc tục sinh thôi, trên đó là một phiên bản trạng thái giống như vậy. Cái phiên bản đó có ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, và nếu mình tục sinh bằng cái tâm nhị nhân mà không có trí tuệ thì mình khó không đặt tiền đặt đạo quả được. Mình tục sinh bằng tâm thọ hỷ thì cái personality, cá tính của chúng ta nó khác đi, nhưng mà điều đó nó cũng không phải là quyết định tất cả. Dạ, người sinh bằng tâm thọ xả thì họ có những lúc cũng vui, mặc dù họ không có thường vui. Người tâm bằng tâm thọ hỷ có những lúc cũng buồn, cũng thọ xả. Dạ, mặc dù nó cũng có một số cái nó có một số cái ngoại lệ, mà ngoại lệ nhiều lắm, và chúng ta đừng lấy cái này để khăng khăng nhất định là cái khác nó phải giống như vậy. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một cái bài học mà nãy giờ chúng tôi trình bày, bởi vì chúng tôi biết rằng đi qua những cái này đó thì thật sự rất là khó. Đây là một cái đoạn mà trích trong quyển Đức Phật và Phật Pháp chương số 24, là do đâu tin có tái sanh. Dạ, thì ở trong đó ngài đang ra ngày đó là thuyết nghiệp báo và tái sanh, đã giải thích là vấn đề đau khổ mà chính chúng ta phải chịu trách nhiệm, là bởi vì nếu chúng ta đọc vào trong Thắng Pháp đó, thì cái tâm tục sinh nó là một tâm quả. Dạ, tâm quả của tâm bất thiện hay tâm thiện, và cái tâm tiềm thức hay là hộ kiếp hay là hữu phần nó cũng là tâm quả. Thì như vậy rõ ràng là cái hành vi thiện ác của chúng ta đó nó tạo ra tâm quả, và tâm quả đấy có một số tâm quả làm cũng bị tục sinh tiềm thức. Thì như vậy là chúng ta là người gặt lấy cái quả và chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, đó là một ví dụ. Cái thứ hai là tình trạng chênh lệch như là bất công giữa người với người. Nếu mà tất cả chúng ta sanh ra mà do Thượng Đế đó, thì ở trong kinh nói là Thượng Đế là một người bất công độc ác, bởi vì có những người, như có những đứa bé sanh đời đời nó không có tội gì hết, nhưng mà đời sống nó rất là bất hạnh. Chúng tôi gặp những đứa bé ăn xin bị người ta bẻ tay bẻ chân què quặt đi ăn xin trong nhơ nhóc tại Ấn Độ, và có những mảnh đời rất là đau khổ. Thì nếu không phải do nghiệp mà là do một Thượng Đế an bài đó, thì thực sự rất là bất công. Và tại sao cũng từ học hành giỏi giang mà có công mà có người thi đậu, người thi rớt, tại sao cũng đời là người có nhan sắc đẹp đẽ mà có những người có gia đình rất là hộ của hôn nhân rất là mỹ mãn, có những người khác lại không. Và do cái nghiệp quá khứ. Và cái thuyết nghiệp báo và tái sanh cũng giải thích cho chúng ta tại sao có những bậc vĩ nhân và những thần đồng. Như chúng tôi nói rằng những bậc vĩ nhân hay thần đồng là vốn là họ do một cái phước đặc biệt, do cái thắng duyên ở trong quá khứ, hay là do họ tích tập một cái gì trong quá khứ nhiều, tại họ sanh ra đời cái tâm tư của họ nó cao rộng hơn. Có những người sanh ra đời cái tâm tư họ hẹp hòi hơn, và có thần đồng mà có cái tư chất thiên phú từ hồi còn nhỏ. Cái chữ thiên phú sai là cũng sai là sai, thiên phú là trời cho. Ở đây chúng ta nói có cái tư chất, và tư chất hồi còn nhỏ rất là thông minh, rất là giỏi về toán học, rất giỏi về âm nhạc, rất là giỏi về hội họa vân vân, và cũng là do cái nghiệp trong quá khứ. Cái nghiệp cũng cho chúng ta thấy rằng tại sao cùng trong một gia đình, cùng cha cùng mẹ, cùng lớn lên trong mấy nhà, cùng đi học ở trường mà lại người này khác người kia. Tại vì cái nghiệp trong quá khứ, cái thói quen trong quá khứ, cái duyên ở trong quá khứ nó khác đi. Và ngay cả hai anh em sinh đôi cũng vậy. Tại sao có người có năng khiếu đặc biệt, nó giống như về thần đồng vậy đó. Tại sao cha mẹ và con cái có những đặc tính khác nhau về mặt đạo đức và trí tuệ? Thì người ta nói là có những con chim cú sinh ra phượng hoàng, có những phượng hoàng sinh chim cú, hay là cha làm thầy con đốt sách. Nó cũng hẳn lúc nào mà cũng là hiếu thượng hoàng sanh hiếu thượng tử, ngũ nghịch hoàng sanh ngũ nghịch nhi, nó cũng có vậy. Nhưng mà đa phần là nó di truyền thì cũng có, nhưng mà nó hoàn toàn thì cũng không, là tại vì chúng thấy rõ ràng đôi khi cha mẹ và con cái khác biệt nhau rất là lớn.
về cái tánh ý, về cái tư chất. Tại sao có những trẻ con lại có những tật xấu như tham lam, sân hận, ganh tị? Là do cái thói quen của quá khứ. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, tôi nhớ là có gặp những đứa trẻ đó hồi còn nhỏ 3-4 tuổi đó đã biết ganh rồi, ganh đứa khác. Cái ganh đó, đó nó cũng là do một cái thói quen trong quá khứ xa xưa. Mình không muốn mất cái tình thương, không muốn cha mẹ ưu đãi thương người khác, ngay cả đối với anh em cũng vậy. Nói về điểm này chúng tôi nhớ là không biết quý vị có bao giờ nghe ta nói không, là mấy em nhỏ sinh ra đời có nhiều khi đến cái tuổi nào đó nó hay chỏng mông lên, thì ở miền quê người ta gọi là trong em. Trong em tức là bắt đầu nó biết bò, biết chỏng mông, thường sinh ra đứa em kế. Và trong những gia đình đông con thì đỡ, chứ gia đình ít ít hay là nhiều khi một đứa nhỏ nó lớn lên cái tuổi nào đó nó còn nhỏ lắm, nhưng mà nó lại có ganh. Khi cha mẹ thương hay để ý nhiều với đứa em mới sinh ra đó thì nó lại ganh, cái nó có chứ không phải không có. Dạ, nó cảm thấy nó mất đi. Thì những cái tâm tư mà ganh tị đố kỵ đó, nó cũng là do cái nghiệp trong quá khứ. Và tại sao mỗi người lại có tiềm tàng ngủ ngầm chứ phải ngủ thầm, ngủ ngầm một kho tàng đức hạnh, một hầm tật xấu. Dạ, mỗi chúng ta đều có những cái ưu điểm, có những khuyết điểm, có những cái tính rất là tốt và có những cái tính rất là xấu. Nó là một sự pha lẫn của luân hồi, của nghiệp trong quá khứ. Một khi mà chúng ta chưa có đoạn tận vô minh và ái dục thì chúng ta phải nói như vậy. Và tại sao có những sự thay đổi bất ngờ, bậc thiện trí trở thành người tầm thường, hay kẻ sát nhân thì bỗng nhiên thay đổi sống như bậc thánh? Cái đó nó cũng có xảy ra trong đời sống. Chúng ta không nên quan niệm rằng con người là mãi mãi như vậy. Người tốt có thể trở thành người xấu trở thành người tốt. Cái đó nó nhan nhản trong đời sống này thôi. Tại sao có những trường hợp cha mẹ hiền lương mà sanh con hung ác, trái lại cha mẹ hung dữ giữ lại sanh con nhân từ? Thì như chúng tôi nói rằng mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Chúng ta không nói rằng cái lực di truyền á, nó luôn luôn là đúng. Di truyền thì nó cũng có, nhưng mà bảo rằng nó quyết định hoàn toàn luôn luôn là như vậy thì không có đâu. Nó chỉ là cái luật tương đối thôi. Tại sao một đàn ta như thế này trong hiện tại, do ta như thế nào trong quá khứ, và ta sẽ thế nào trong tương lai? Một đàn khác thì không phải là do hoàn toàn bởi quá khứ, và trong tương lai không hoàn toàn do hiện tại. Cuộc sống thưa quý vị, nó là một cái sự trổ quả, nó là một sự chiêu cảm, nó là một sự chi phối bởi quá khứ, hiện tại và tương lai. Và do vậy có nhiều khi quá khứ chi phối chúng ta, có nhiều khi cái hiện tại là chi phối chúng ta. Ví dụ như là chúng ta vốn thích một cái loài hoa thượng dược. Thượng dược là chúng ta rất là thích cái hoa lực thượng dược. Nhưng mà rồi bỗng nhiên chúng ta đến một cái vườn hoa như là Butch Garden ở bên Canada, thì tự nhiên chúng ta lại ngã sang chúng ta thích hoa hồng, hay là đi đâu đó chúng ta thích một loại hoa anh đào, thì cái thích kia không có nữa, nó lại mất đi. Thì chúng ta gọi là sự đắp đổi giữa cái hiện tại và quá khứ. Chứ không phải luôn luôn nó xảy ra một cách thể thôi. Tại sao có cái chết đột ngột và có những sự thay đổi bất ngờ về tài sản, sự nghiệp? Mình nói người sinh ra là do cái định mệnh đã an bài, thì giàu phải giàu luôn, nghèo phải nghèo luôn, không. Có nhiều khi mình sinh ra do có cái phước, mình giàu được thời gian rồi nó phá sản khánh tận. Có những người tuổi thơ rất là sung túc nhưng mà lớn lên rất là nghèo khổ. Hay là chúng ta nghe có những những cái việc chờ chúng tôi một chút. Có những người như là hoàng tử con của họ thì sinh ra đời làm hoàng tử đó, nhưng mà rồi có cái tuổi nào đó thì được có cái danh, nhưng mà rồi về sau này
sống lang thang bên Mỹ, cuộc sống rất là cơ hạn. Thì mình thấy cái nghiệp nó cũng có thay đổi chứ nó không có luôn luôn cố định. Cái này là cái mà chúng ta phải học kỹ về giáo lý của nghiệp báo. Nếu chúng ta nói một cách võ đoán thì rất là nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Thì thưa quý vị, đó là vài điểm mà chúng ta dựa lên trên cái học mà về diễn trình tâm thức. Ở trong diễn trình tâm thức nó là một cái biểu lộ, của nghiệp, và nghiệp trong quá khứ và nghiệp và cái cảnh ở trong hiện tại. Và đặc biệt là khi mà mình học về diễn trình tâm thì mình biết ngay trong một lộ tâm thì nó có là quả, có sát na là quả, có sát na là nhân, có những sát na là phi nhân phi quả. Và chúng ta cũng hiểu rằng tâm tục sinh nó có ảnh hưởng đến tâm tiềm thức hữu phần, và tiềm thức hữu phần thì nó có ảnh hưởng đến hoạt thức. Nhưng mà những ảnh hưởng này nó mang cái cách tương đối, có những điều tuyệt đối như là tục sinh bằng tâm nào thì tiềm thức bằng tâm đó, nhưng mà không phải tiềm thức bằng tâm nào nó luôn luôn ảnh hưởng đến cái hoạt thức. Và những điều này là điều mà chúng ta không thể không có không quan tâm, không biết khi mà chúng ta học về diễn trình tâm, nhất là diễn trình tâm ý một. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Thiên Chư Tôn Đức đã vào room để thuyết giảng định lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai thì chúng ta có môn học phản ngữ Pali, và chúng tôi sẽ là vị phụ trách cho ngày mai. Xin hẹn gặp lại tất cả chư Tôn Đức và quý Phật tử một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư. Sa thú chúng con thành kính hành lễ thỉnh tọa giác đẳng đã đúc kết đại học ngày hôm nay, và con kính tri ân đạo tràng cho con biết được tín hiệu, và con cũng xin phép điền thuyết cho tri chúng. Sa thú thành thai con nhật huỳnh trên thay mặt đại chúng đông đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm vời của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Cầu xin hộ pháp chư
sẽ cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường hiện nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân thờ. Sa phang su bang ca bang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca bang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca bang ca khan tu sa pa devata sapa sangha rupa vena so te hon du ye hon ta rang viên công đức đã làm ghét kiếp lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác.